Make.
Rồi. Tô nha. Mẹ ngồi xuống đây. Tô gã sáu cùng nhau nhá. Tô gã sáu này chứ, bên này là bạn nhím chứ. Này đấy. Ở trong là màu nâu. Đây, màu nâu đây này. Đây là màu nhím. Màu nâu này, tô màu nâu đi con. Đây là màu nâu. Tô gã sáu này chứ. Tô là bạn gã sáu. Này, mày cho cái màu nâu này này. Tô đi, đừng có tô màu xanh chứ, bạn nhím màu nâu mà. Đây này. Ừ, tô đi, tô với mẹ nào. Tô nhím này. Tô mặc nhím này, màu đen này. Tô đi. Tên là cho ai? Tô bạn nhím này đi. Tên là cho ai? Tên là cho ai? Cùng. Rồi, tô đi. Đây mẹ. Tô bạn nhím này. Được rồi, xem bạn gì nào bên này. Ô bạn gì đấy nhỉ? Đúng rồi. Tô bạn bạn chim thế này chứ. Đâu? Mẹ tô mỏ bạn chim màu vàng đây này. Nhìn kìa, này. Nhím tôi cái này. Tô này, tô dưới này này. Mỏ bạn chim con tô dưới này. Con tô dưới mẹ này. Mẹ cơ cái này. Ừ, nhím tô cái này nhá.
Dạ, giống như trái này bố. Ừ, đúng rồi. Nhâm ơi. Nghỉ thôi. Nhâm ơi. Nghỉ thôi, đây đi ăn với Tùng. Ăn cơm quá. Dạ. Chán ít ăn với Tùng mình nữa. Thôi. Này con. Rồi, đây rồi. Thìa của mẹ để đấy thôi. Thìa cho mẹ. Đó. Ăn cơm với trứng thôi, con tự ăn nhá. Mẹ ơi, sao tôi dám. Con ăn đi, con ăn cơm với trứng đi, mẹ lấy cho. Thì đó, có cơm, đứa con ăn cơm. Con lấy thìa con tự xúc nha. Dạ. Kéo đủ quá. Giỏi quá. Bạn Linh Đan giỏi quá. Đứa con ăn cơm con nha. Con ăn cơm hết, hết bát cơm của con đi con. Ăn cơm không? Ăn cơm. Mà ăn cơm thôi không cay lắm. Ăn lắm. Ăn miếng nhỏ thôi chứ. Không nhiều thế. Ăn miếng nhỏ thôi. Rồi ăn từ từ chứ. Phải ăn từ từ thôi chứ. Rồi cay này. Rồi mới mới được. Nhưng mà cay không được. Ăn gì đi nhá. Ăn hết đi con. Vậy chứ thôi, được rồi con, hết chưa? Dạ. Hết sạch. Ừ, giỏi quá. Rồi mới lấy cái này vậy. Được rồi, mẹ. Tuyến nữa.